Xin kính chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại của Đèn Đồng Tháp. Hôm nay em xin tiếp tục tập 7 trong cái mô hình nuôi ốc bu trong 7 lốc bạc. Thì trong nội dung video này, em xin gửi đến bà con hai nội dung chính. Thứ nhất đó là em sẽ gửi đến bà con về một số hình ảnh trong quá trình thu trứng ở hai cái bể ốc bu và ốc lát. Thứ hai là em xin gửi đến bà con về 5 cái câu hỏi chính mà bà con thường hỏi bên em. Câu hỏi thứ nhất: làm sao để chúng ta có lợi nhuận từ 1.000 con ốc sau 3 đến 5 tháng nuôi? Thứ hai, phân biệt ốc bu đen, ốc bu vàng và ốc lát. Thứ ba, xử lý ốc bị mòn vỏ và ốc chậm lớn. Thứ tư là xử lý ốc nằm nghiêng và ốc bị sưng vòi. Và cuối cùng đó là xử lý ốc leo lên khỏi mặt nước trong cái bể lốc bạc. Thì bây giờ em sẽ thu hoạch trứng nha bà con. Ở đây là cái mô đẻ của cái bể ốc bu. Hiện tại là đã nuôi trên 4 tháng. Ở hai bể thì bình quân là ít nhất là một ngày sẽ có 5 trứng. Ở đây là 7 cái trứng ốc bu. Rồi bà con thấy là ở cái trứng này là cái màu hồng là nó đã được thụ tinh. Nó thụ tinh 100% ở cái màu hồng. Còn về cái màu trắng á, là nó không thụ tinh. Thì khi mà chúng ta ấp là những cái phần trắng này là nó sẽ không có nở thành cái con. Còn màu hồng là nó sẽ nở hết. Rồi bây giờ thì em sẽ qua thu trứng ở bể ốc lát nha bà con. Ốc lát thì cái trứng nó sẽ nhỏ hơn. Quả trứng và cái hạt trứng thì nó bằng phân nửa của ốc bu thôi, nhiều khi còn nhỏ hơn nữa. Thì ở cái bể ốc lát này thì bình quân một ngày nó đẻ hơn 5 trứng. Nói chung là nó nhỏ nhưng mà đẻ nhiều hơn. Thì cứ chưa tính trung bình là hai bể là một ngày phải thể diện phải 10 trứng. Và chúng ta cho nó đẻ tầm khoảng từ 1 đến 2 tháng để chúng ta sử dụng cái lượng trứng này để tạo con giống cho cái vụ sau. Thì bà con thấy ở đây là bên tay phải em là trứng ốc lát và bên tay trái là trứng ốc bu. Nói chung là một ngày là bình quân nó đẻ như thế này là ok rồi. Rồi em xin qua cái nội dung chính thứ hai, đó là trả lời 5 cái câu hỏi chính mà bà con hỏi bên em. Câu hỏi đầu tiên đó là làm sao để có lợi nhuận từ 1.000 con ốc sau 3 đến 5 tháng nuôi. Khi mà bà con nuôi 1.000 con ốc á, tầm khoảng 3 tháng đến 3 tháng rưỡi thì nó sẽ vô cái thương phẩm. Và tùy vào cái khả năng chăm sóc và nuôi của bà con thì nó sẽ đạt được cái trọng lượng là từ 10 đến 30kg. Thấp nhất là khoảng 10kg. Thì nếu mà bà con đem cái lượng mà 1.000 con đó chúng ta xích thương phẩm thì chúng ta sẽ không có lời. Để mà có lời từ 1.000 con đấy thì chúng ta phải nuôi tiếp, chúng ta sẽ nuôi tiếp 1 tháng đến 2 tháng thì tầm 4 tháng con ốc nó sẽ bắt đầu sinh sản. Khi mà con ốc sinh sản thì chúng ta sẽ thu hoạch trứng. Thì bình quân là một ngày nó sẽ đẻ 5 trứng. Khi chúng ta kích thích đẻ thì nó sẽ đẻ nhiều hơn. Và khi mà bà con thu được trứng thì bà con sẽ ấp trứng và tạo ra con giống. Thì trong quá trình thu trứng và tạo ra con giống ấy, bà con có thể xuất trứng hoặc là xuất con giống. Thì hiện tại là cái trứng con ốc bu là nó nằm giá dao động là từ 1 triệu cho tới 1 triệu rưỡi. Khi mà bà con tạo được con giống thì bà con phải tiếp tục làm bể khác để thả sữa tua. Thì bình quân 1.000 con giống này bà con sẽ thu được ít nhất là 3kg trứng. Thì 3kg là trung bình 1kg trứng nó sẽ nở được từ 7.000 cho tới 12.000 con. Như vậy là 3kg thì chúng ta sẽ tạo được là từ ít nhất là 21.000 con giống. Bà con có thể xuất đi một phần con giống và để lại, chúng ta sẽ thả tiếp vụ sau. Còn ở phần ốc bố mẹ thì bà con có thể nuôi tiếp hoặc là xuất ốc thịt. Như vậy thì bà con sẽ có cái lợi nhuận cao hơn từ việc nuôi 1.000 con giống. Rồi em xin qua cái nội dung thứ hai, đó là phân biệt ốc bu đen, ốc bu vàng và con ốc lát. Em có 3 con ốc bu đen, ốc bu vàng và con ốc lát.
chúng ta sẽ dựa vào ba cái đặc điểm chính. Thứ nhất đó là vào cái vành. Bà con để ý là con ốc bu vàng ở giữa là cái lỗ khoét này là nó khoét rất là sâu. Đặc điểm thứ hai là chúng ta sẽ dựa vào cái mai. Cái mai con ốc bu vàng là nó khoét vô trong và nó rất là mềm. Và chúng ta sẽ dựa vào cái đặc điểm thứ ba đó là về cái vỏ. Cái vỏ của con ốc bu vàng và con ốc lát là nó gằn ghi, còn ốc bu đen là nó không có. Thì đấy là ba cái đặc điểm chính mà chúng ta phân biệt. Khi mà bà con để ý là bà con nhìn rất là dễ nhìn cái khoét của nó thôi. Đây là con ốc bu vàng con. Thì ốc con thì với ốc lớn thì nó cũng giống nhau thôi. Bà con để ý là nó vẫn có cái mài nó thụt vô sông và nó có cái rãnh khoét đó. Đây là con ốc bu vàng cũ nha bà con. Con này là thuộc dạng hàng cũ rồi. Thì đối với một số bà con á, là nuôi trong cái bể bạc thì nó có lẳng vài con ốc bu vàng. Nhiều khi bà con không biết là để nuôi tầm 2 tháng là nó bắt đầu đẻ luôn. Nó đẻ trứng lên cái bể bạc luôn. Và con ốc bu vàng thì cái tốc độ lớn của nó là cực nhanh. Nó lớn cái gấp đôi hơn con ốc bu đen của mình. Và nó sinh sản là tầm 2 tháng kể từ cái trứng nó nở ra là nó bắt đầu sinh sản rồi. Và cái trứng của con ốc bu vàng á là nó màu đỏ và nó cực kỳ nhỏ. Như bà con thấy ở đây là cái hạt trứng của nó là nó bằng 1/3 cái hạt trứng của con ốc bu đen thôi. Nó cực kỳ nhỏ. Vì vậy cái con mà khi nó nở ra là nó nở rất là nhỏ. Nhưng bà con có thể là lấy cái trứng nó về để xem thử nó nở như thế nào. Nó nở ra cái con nó đỏ lờm mà nó nhỏ hơn cọng chân nhang nữa. Rất là nhỏ. Trong môi trường tự nhiên á là nó đeo vào lục bình, các cái bèo. Đặc biệt là cái bèo cám mà bà con vớt ngoài tự nhiên á là nó đeo rất là nhiều. Nên bà con khi cho ăn bèo cám á, bà con chú ý là phải kỹ cái phần đó. Còn khi mà nếu mà trong cái bể bà con mà có lẳng một ít á, thì bà con cố gắng là bắt nó ra. Phân biệt được con ốc bu vàng chúng ta bắt nó ra. Đừng có để cho nó đẻ lên cái bể. Tại vì 2 tháng nó đẻ rồi, nó đẻ là nó nở xuống rồi là nó lộn tùm lum hết. Thì nhiều bà con nói là bên cung cấp con giống thì không có ai mà lại đi đem con ốc bu vàng đó mà đi bán cho bà con. Tại vì khi mà quá trình mà tạo con giống á, cái quá trình nó khép kín là tạo từ trứng. Mà cái trứng con ốc bu đen và ốc khác hoàn toàn so với con ốc bu vàng. Đó là cái về cái màu thôi. Thì chỉ nào ông nào mù màu mới là lấy cái trứng con ốc bu vàng mà đi ấp để đi bán. Và trong cái bể thì nó chỉ lộ vài con. Lộn vài con đó là từ cái khâu mà dứt cái cây thủy sinh của bà con thôi. Một là bà con dứt bèo cho nó ăn. Không ai mà đi trộn vài con vô chi bán cho bà con là cũng không có được lợi nhuận bao nhiêu. Khi mà lẳng vào thì bà con nên vớt ra, bắt nó ra đi. Chứ cũng không có lỗi cho ai đâu. Rồi em xin qua cái nội dung câu hỏi thứ ba. Đó là xử lý ốc chậm lớn và mòn cái vỏ. Thì chúng ta sẽ đi vào xác định cái nguyên nhân mà nó chậm lớn và mòn vỏ. Thứ nhất đó là về cái độ pH. Khi mà cái pH nhỏ hơn 6.5 thì chắc chắn là con ốc nó sẽ rất là chậm lớn. Và thứ hai đó là con ốc nó thiếu cái chất khoáng. Và thứ ba là chúng ta xử lý cái môi trường nuôi nó không tốt, cho ăn quá là nhiều, dẫn đến là nước nó đen thui luôn, sẽ làm con ốc nó cực kỳ chậm lớn và dẫn đến nó mòn thêm cái vỏ nữa. Thì để mà xử lý cái phần chậm lớn và mòn vỏ, tiên là chúng ta phải ổn định cái pH. Chúng ta sử dụng vôi. Nếu mà pH của bà con nhỏ hơn 6.5 thì chúng ta phải dùng vôi để đưa cái pH lên từ 6.5 cho tới 8. Tốt nhất là cứ 7 chấm cho tới 8 chấm là con ốc nó phát triển rất là tốt. Cái thứ hai là chúng ta phải sử dụng vôi để xịt hàng ngày lên cho con ốc. Thì đối với một cái bể như là 6m2, 2x3 6m2 thì bà con cứ sử dụng 2-5g pha với 2 lít nước. Thì hàng đêm là bà con cứ xịt trực tiếp lên con ốc. Với cái 2 lít nước này, cái bể 6m2 thì chúng ta cứ chia ra xịt trong 4 ngày. Hết 4 ngày thì chúng ta lại pha một cái bình khác và chúng ta tiếp tục xịt lên. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ để một vài cái chậu đất vào bể. Như bà con thấy ở đây là tất cả các cái cây kèo nèo nè là bên em đều để đất vô một cái chậu kiển mũ á. Chúng ta trồng cái cây kèo nèo vô đó, chúng ta để vô. Thì mục đích thứ nhất là cung cấp cái đất cho cái cây đó nó phát triển. Thứ hai là con ốc nó sẽ ăn đất. Thì con ốc là loài nó ăn thực vật và ăn tảo và ăn bùn bã hữu cơ.
Như vậy là nó ăn đất nó sẽ bổ sung thêm cái chất khoáng là giúp cho ngốc nó nhanh lớn, nó tạo vỏ và cái vỏ nó chắc khỏe hơn. Bà con cứ để ý những con ốc mà chúng ta nuôi dưới ao, tại sao nó lại không có mòn vỏ? Tại vì nó ăn được các cái vùng bão hữu cơ và nó lớn rất là nhanh. Nhiều bà con là nói là nuôi dưới ao lại lớn nhanh hơn nuôi bên bể, chính xác là vậy. Tại vì trên bể nó không có khoáng, chúng ta phải bổ sung cái chất khoáng với nó thì con ốc nó sẽ nhanh lớn và nó không bị mòn vỏ. Cách xử lý thứ ba đó là xử lý môi trường. Nhất là chúng ta phải thay nước là một tuần một lần. Mỗi lần thay thì chúng ta chỉ thay được nhiều nhất là 80% thôi, và chúng ta phải thay một cách từ từ. Chúng ta không được thay đột ngột, xả nước bơm vào rất là nhanh thì sẽ dẫn đến con ốc nó bị sốc. Hàng tuần á, chúng ta cần phải xử lý cái phân của con ốc, là sử dụng cái men vi sinh để chúng ta phân hủy đi, bớt đi cái phân của con ốc, tạo môi trường sống tốt cho con ốc. Như thế thì con ốc nó sẽ phát triển cao hơn. Rồi em xin qua cái nội dung thứ tư, đó là xử lý ốc nằm nghiêng và sưng vòi. Chúng ta cần phải xác định được cái nguyên nhân. Và cái nguyên nhân đầu tiên mà là chúng ta cho ăn quá nhiều các loại thức ăn đạm, dẫn đến con ốc nó không tiêu. Khi mà con ốc nó không tiêu là nó không có ị được, thì nó dẫn đến cái vòi của nó sưng lên. Mà khi mà nó sưng lên á, sẽ có hai cái hiện tượng, đó là nằm nghiêng và ngày sau thì nó sẽ sưng vòi và nó chết, nó sẽ chìm xuống cái đáy. Khi mà nó chìm xuống cái đáy thì những cái con khỏe nó bu lại, nó ăn chính cái xác của cái con mà chết và nó lại lây qua cái con khỏe luôn. Cứ theo cái chu kỳ như thế thì nó lây hết bể luôn. Và cái nguyên nhân thứ hai là bị sốc cái môi trường. Bị sốc môi trường nuôi thì sốc môi trường nuôi ở đây là những cái con mà ốc mà bà con nuôi từ nhỏ tới lớn á, rồi nó bị sốc nhiệt độ và sốc nguồn nước do những cái cơn mưa. Sau khi mưa thì cái nhiệt độ của môi trường nước nó thay đổi đột ngột và cái pH nó thay đổi đột ngột, thì dẫn đến con ốc nó bị sốc môi trường. Đối với những cái bà con nào mà đang nuôi con ốc bố mẹ là nó bị sốc cái môi trường từ việc chuyển sang một môi trường mới. Nhiều bà con là nuôi con ốc bố mẹ thì khi mà lấy về thả thì tầm một tuần sau thì sẽ có hiện tượng là nằm nghiêng xong rồi tới sưng vòi. Đó là hiện tượng sốc môi trường, sốc rất là nặng. Thì chúng ta cần phải nhận biết được cái con ốc khi nào thì nó nằm nghiêng và nó bị sưng vòi. Thì nó sẽ có 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất có hiện tượng là con ốc bỏ ăn và ăn rất là kém. Kém hẳn đi. Chúng ta cho ăn hàng ngày, chúng ta để ý, chúng ta biết. Và tầm 2-3 ngày sau thì nó lên giai đoạn 2 là giai đoạn nó nằm nghiêng. Nó nằm nghiêng có nghĩa là cái miệng nó hép lại, nổi lên khỏi mặt nước. Nhiều khi là nó khô luôn. Có nghĩa là nó nổi lâu quá thì cái phần mà nó nổi lên khỏi mặt nước á là nó khô luôn. Và tầm 2-3 ngày sau thì nó sẽ qua giai đoạn thứ 3, đó là giai đoạn sưng cái vòi. Nó không có ngậm cái vòi được. Sưng vòi thì tầm 2-3 ngày sau nữa nó sẽ vào giai đoạn là giai đoạn nó chết đi. Khi mà nó chết đi nó sẽ chìm xuống. Nó sẽ chìm xuống cái đáy bể. Và những cái con còn khỏe đó, nó nghe cái mùi hôi thối của cái xác đó, là nó sẽ đu lại và nó núp, nó sẽ ăn chính cái xác của cái con bệnh và nó lây qua cái con khỏe luôn. Rồi chúng ta sẽ qua cái cách mà để xử lý. Thứ nhất là chúng ta sẽ dừng cho ăn, vớt tất cả các loại thức ăn mà có trong bể ra, dừng cho ăn hoàn toàn. Bước kế tiếp là chúng ta phải xác định cái nguyên nhân. Nguyên nhân do thức ăn hay do môi trường. Và chúng ta sẽ tiến hành xử lý môi trường. Và chúng ta thay nước, đánh vôi, hút hết cái phân đáy. Những cái con mà bệnh á, cần phải cách ly nó ra. Chúng ta sẽ cách ly nó ra khỏi cái bể. Tất cả các con nằm nghiêng. Và khi mà cách ly nó ra thì chúng ta sẽ sử dụng cái nguồn nước sạch. Và cuối cùng là chúng ta sẽ đánh thuốc. Đánh thuốc những cái con bệnh, ngâm nó. Những cái con nào mà trong cái hồ nó còn khỏe, chúng ta sẽ ngâm thức ăn để cho nó ăn. Thì đây là bệnh khách hàng của anh em gửi về. Đánh thuốc nó khỏe, nó bò đây. Tỷ lệ mà chúng ta cứu sống á, là nó tùy vào cái giai đoạn mà chúng ta phát hiện. Khi mà phát hiện sớm thì tỷ lệ cứu được rất là cao. Còn nếu mà chúng ta phát hiện trễ mà nó rơi vào cái giai đoạn là nó sưng cái vòi thì cái tỷ lệ cứu chúng ta rất là thấp. Nói chung là khi mà nó sưng vòi gọi là nó chúng ta cứu được tầm khoảng chừng 20-30% thôi. Và cái con ốc mà nằm nghiêng á, là nó sưng vòi thì cái khả năng mà chết hết trong một cái bể á, là rất là cao. Vì vậy là chúng ta cần phải ngừa trước. Ngừa bệnh nó hay hơn là chúng ta phải trị bệnh. Khi mà chúng ta trị thì nó quá trễ rồi. Chú ý là chúng ta nên xử lý cái môi trường cho ăn đúng cách, thường xuyên là sử dụng cái kháng sinh để trộn vào ngăn ngừa.
Ơi, em xin qua câu hỏi thứ 5. Đó là xử lý con ốc bò lên khỏi cái mặt nước. Nó đeo lên cái bể bạc á. Nguyên nhân bò lên khỏi mặt nước đó là nó bị sốc cái môi trường nước. Sốc môi trường nước do trời mưa. Khi mưa, nước mưa nó vào cái bể á, là nó sẽ thay đổi cái nhiệt độ và thay đổi cái pH đột ngột. Và sau khi mưa thì sẽ có hiện tượng là con ốc nó bò lên khỏi cái mặt nước, là đeo rất là nhiều lên thành bể. Và cái sốc cái môi trường nước thứ hai nữa là sốc sau khi thay nước. Thì nếu mà bà con thay nước mà bà con thay quá nhiều, hoặc là thay một cái nguồn nước nó bị nhiễm thuốc hóa học, thì sau khi thay thì sẽ có hiện tượng là con ốc nó leo lên cái bể, leo lên bể và đu. Và cái nguyên nhân thứ ba nữa là cái môi trường nuôi nó quá dơ. Bà con cho ăn trái cây, mít, xoài, dưa hấu, thanh long. Khi cho ăn thì con ốc nó ị ra, thức ăn nó dư thừa. Cái trái cây nó ngâm dưới nước tầm khoảng 3 ngày thì nó sẽ ra cái chất nó làm thối cái nước. Cái nguồn nước nó đen luôn. Khi mà nguồn nước nó đen và ánh nắng nó gọi xuống kết hợp với cái phân con ốc nó lên thì nó thiếu oxy. Và cảm thấy nguồn nước nó sống không được, nó sẽ bò lên khỏi mặt nước. Cái hiện tượng mà bò lên khỏi mặt nước này á, là chúng ta hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa nó trước được. Thì chúng ta nên sử dụng vôi để ổn định pH sau những cơn mưa. Chúng ta nên thay nước ít nhất là một tuần một lần. Và hàng tuần chúng ta nên xử lý đáy bằng cái men vi sinh để có thể phân hủy được cái phân con ốc. Và chú ý là cho ăn hợp lý. Và chúng ta sẽ vào cách mà để xử lý cái con ốc nó bò lên khỏi mặt nước. Thứ nhất là chúng ta sẽ dừng cho ăn. Chúng ta không cho ăn bất kỳ gì cả. Chúng ta vớt hết các loại thức ăn, trái cây mà chúng ta để vào. Và thủy sinh thì bà con để lại chứ đừng cứ vớt luôn. Sau khi vớt xong thì chúng ta sẽ qua cái bước thứ hai, đó là xác định nguyên nhân và tiến hành xử lý môi trường. Khi mà chúng ta xác định được cái nguyên nhân thì chúng ta sẽ bắt đầu xử lý rất là dễ. Sốc nước cho trời mưa, hoặc là thay nước quá nhiều, hoặc là cho ăn quá nhiều, thì chúng ta sẽ tiến hành xử lý. Và cái bước thứ ba là chúng ta sẽ xử lý những cái con bò lên thành bể đó, cách ly nó ra một cái thùng xốp. Nếu mà bà con không có bắt những cái con bò lên cái thành bể đó thì nó sẽ chết khô luôn. Cho dù chúng ta lấy nước chúng ta xịt nó xuống thì một số con nó sẽ xuống, còn một số con là nó vẫn tiếp tục bò lên tiếp. Tầm khoảng một ngày sau thì nó sẽ chết khô trên đó. Vậy cần phải bắt nó ra cho vào thùng xốp. Và trong cái thùng xốp sẽ để tầm khoảng nửa lít đến một lít nước. Ta nên lấy cái nước là nước suối á. Nước suối, nước uống của chúng ta bình 21 lít. Thì cái nước suối là nước rất là sạch. Và cái pH nó là pH 8 chấm. Để vào thùng xốp là để giữ ẩm. Khi mà con ốc nó được giữ ẩm á, là nó khỏe lại, nó sẽ bò. Và tầm khoảng một ngày sau thì ốc nó khỏe, chúng ta sẽ tiến hành thả lại vào bể. Nói chung là cái hiện tượng mà bò lên là nó bị sốc nguồn nước thôi, sốc môi trường thì chúng ta cứu rất là dễ, mà không cần phải thuốc men gì hết. Rồi thì em cũng đã trình bày xong về cái nội dung của tập 7 này. Thì ở tập 7 này cũng là tập cuối cùng trong cái chuỗi video về cái mô hình nuôi ốc bươu đen trong bể lót bạc mà bên em gửi đến bà con. Thôi thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Thì nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà bên em gửi đến bà con. Xin chào bà con, hẹn bà con ở video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.